Ê, cái lọc con kia là tao chưa bỏ vô á. Lọc nào? Này hả? Coi cái bự cho bá nè. Rồi, múc đi. Nước không à? Múc đi. Chào mọi người, hôm nay anh em tôi nướng ốc bu nướng tiêu xanh nha. Giờ anh em tôi đang làm nè. Đó, ốc bu nha. Bỏ muối vô làm sạch phải không? Này. Ok, bắt đầu nha. Bỏ muối vô cho nó sạch. Muối vô xong cái mình xáo nước à? Hay sao đâu? Bỏ muối vô xáo nước à? Cho nó sạch. Đó. Đó. Ốc rửa xong rồi đem đi đây hấp nha, hấp chút cho cái miệng ốc nó mở ra để mình ấy tiêu lên đó. Bỏ tiêu vô. Mình chưa ghim ngáy xuống kìa. Ở đây nè, tôi đang làm đồ ướp ốc. Bỏ tiêu vô cối. Nước mắm tiêu. Ừ, nước mắm tiêu. Được rồi. Đó, rồi. Rồi. Được. Làm chỗ nhuyễn thôi. Hơi nhuyễn chứ phải nhuyễn không? Đừng có nhuyễn quá. Ừ, đừng nhuyễn quá. Ờ, nhuyễn quá. Hơi nát nát thôi. Đó. Rồi sao nữa? Bây giờ bỏ vô cái nồi. Đó. Đó, tiêu rồi. Rồi thêm ít bột ngọt. Đó, ít bột ngọt. 2 muỗng. Rồi, bột ngọt vô luôn. 3 muỗng bột ngọt nha. Ý 2 muỗng. 2 muỗng, 2 muỗng rưỡi. Giờ đường. Đường 1 muỗng. Đó. Rồi nước mắm với dầu ăn. Ít dầu ăn. Nước mắm vô. Rồi. Rồi ít nước mắm thôi. Đó. Đủ nó ngập tiêu thôi nha, được rồi. Đó, thêm miếng cái gì đó. Cái gì đây? Sao tới gì? Sao tới tôm. Sao tới tôm nha. Sao tới tôm. Rồi. Gì đó. Rồi bỏ vô. Tùy theo mình cái. Ừ, tùy theo mình cái. Ăn cay được thì bỏ nhiều không thôi. Rồi, miếng dầu ăn. Đây. Rồi. Rồi, hái lên. Giờ bắt lửa lên phải không? Ừ. Bắt lửa lên nha. Bên nào? Ồ, bên này. Quên. Kìa, bên đây nè. Bếp mới nha. Ớt khô nữa, quên ớt khô. Thêm ớt khô vô. Thêm ớt khô vô. Rồi đó. Rồi bật lửa lên. Đó. Sống Vinh nha, vừa nấu vừa để nấu này vừa nướng rồi mày. Đó. Ốc đâu vậy? Ốc đâu rồi đâu? Ốc ở đâu rồi chứ? Được chưa rồi. Ốc là luộc xong rồi luộc tí thôi nha. Để cho cái miệng nó mở. Được rồi. Đưa chút vô đi. Ok, giờ lên ấy than đi. Thank you.
nhìn đẹp mắt nè, thơm nữa, này nướng mà đúng bài luôn rồi. Đó. Sắp được rồi đó. Khoái đều nha, anh là nó kẹo. Được chưa? Rõ đâu mày rồi á? Rõ. Rồi, đây nè. Rồi giờ anh em đang ở ngoài trình bày rồi. Rồi anh em tuôn đây là một chấm miếng nước mắm nha. Rồi tiêu thấy đụng đâu được, được tiêu đó một muỗng rưỡi thôi, bột ngọt. Trời ơi, cái muỗng gì vậy? Ngọt có một muỗng thôi. Ớt khô. Ớt khô hoặc là ớt trái cũng được. Tùy người nào ăn cay ăn ít được nha. Chút là hái tắt hoặc là chanh nặng vô thêm nữa nha. Rồi ok. Đó giờ đi nướng nha anh em. Đi. Chờ tao men. Đó. Ok. Đó. Mày để lên tao nhở? Ừ, để ngửa lên. Nó nè. Cái miệng thôi à. Đó. Một con một muỗng. Nóng. Ao. Đó. Trời ơi. Đó, quá đã. Ê mày. Gì? Cái quả đổ mạnh mày. Nhưng mà thơm mày Cường. Nó xì lên nè, nó sủi bọt lên nè. Nó kỳ dằn sủi bọt. Cải mày nha. Này gì? Xùi rồi, xùi bọt rồi. Ui, rồi. Xùi bọt rồi. Ủa phải nói. Rồi. Bể miệng luôn. Ê, rớt ngoài luôn mày. Chưa. Thử ghi rớt đất. Rớt cái vỏ luôn rồi. Đó. Trời. Ê, cái lật con kia lại tôi chưa bỏ vô. Lật nào? Này hả? Ừ. Nè. Cái này nè. Ừ. Bỏ nó. Đó. Con kia ức rồi kìa. Úi xời. Nhìn đã. Trời ơi. Gì? Biến xuống hả? Gắt vào đây. Gì? Gắt như này nướng tầm nhiêu ta? Mập mày chết. Gắp mấy con này xuống hết đi. Chết rồi nó thấy hay gì. Quả
cái mèn nào? Cái mấy đó, mấy con đó đó. Này ba con này từ từ nổ. Phần chính rồi nha anh em, giờ gấp lên con nhỏ, con đó con nhỏ nhỏ để đâu rồi? Để gấp lên trước mấy con. Còn mấy gớ. Đó. Nhìn bá chay. Lúc mà nó xì xì lên nhìn đã. Bằng tuổi mày chứ em. Chứ lẽ nhỏ giờ mày kêu bằng em. Đâu ai biết nhỏ giờ 19 đâu. Đúng nhỉ? Cho tao. Có gì để không? Để đó đi. Chấm điểm ơi. Đừng làm anh em thèm mày. Tôi vô trong luôn rồi. Coi nè. Nằm biến đi mua tâm phải làm vậy nè. Chút bẻ lên xài lại. Lấy ra sao luôn nè. Có con móc được ba. Con khác đi. Trời ơi, con mới nóng vừa để lên rồi. Nè. Cái đoạn này đi. Đang dụ tao nữa, lấy con móc. Thôi. Được không? Được không? Rồi chấm miếng ơi man, chấm miếng man. Ôi cay lắm. Cay lắm rồi. Vừa không? Tuyệt vời chăng? Tuyệt vời. Ra được rồi. Còn nướng biết cái nào, ăn mới hết rồi. Nhưng mà nhậu lắm bài. Ăn cũng đóng rồi. Hai ngày ra. Giờ tới tôi thử miếng nha. Ao! Ao! Để đây, đi chơi đi. Phải mượn quạt này. Gì? Thổi vô cái này nè. Màu gì? Màu xanh hả? Trời trời, mém phỏng. Thử miếng nước à. Thôi đừng ớt, đừng có quạt. Bự không em? Chập bá luôn. Quạt bụi bay ba. Coi nè. Chấm miếng mắm. Đó. Này nha. Thật đó vậy. Thật quá đạo. Đó. Đó, thử miếng không? Rồi, hết chán rồi. Sợ miếng nước nè. Rồi, miếng coca nữa. Coca nữa, miếng coca nữa. Vô ngủ lúc. Bia rồi mà rồi. Đó, múc múc lên. Mở anh em nha. Từ để cho xì nước ra cái. Nhả nước ra. Bỏ máy này nè, xì nước ra nè. Cái này bỏ vô rồi. Uống xong thở mạnh ra mới tướng chứng mình được là đàn ông. Cô. Cô. Bỏ này mới luôn. Làm miếng coi sao. Thấy cái này. Cái vỏ không. Ốc không thì ốc bà này bán đúng được á. Bố cũng ủng hộ bà này coi. Mua ở đâu? Chợ. Nhỏ, hai mua. Coi bự cho bá nè. Rồi, múc đi. Nước không à? Múc đi sao đó mà. Chấm vô. Chấm vô. Ừ, nó bự. Quên liền. Béo. Chấm nhiều lên ba, không có cay đâu. Béo. Mắm ngọt nè. Bụt đi. Chu mỏ luôn tiên. Này con này còn nóng rụng răng. Không, sao? Sao mà ngon hay không? Ừ. Mùi vậy sao? Mặn mặn ngọt ngọt quá không? The mùi tiêu. Nóng à, chào mọi người nha. Video tới đây tạm dừng. Anh em nhớ ủng hộ đăng ký và ấn chuông kênh nha. Bye bye.